6 cán bộ nhận hối lộ 11 tỷ đồng từ JTC ra hầu tòa. Sáng ngày 26 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các quan chức ngành đường sắt về hành vi nhận hối lộ 11 tỷ đồng từ nhà thầu JTC của Nhật Bản. 5 bị cáo gồm Phạm Hải Bằng, Nguyễn Nam Thái, Trần Quốc Đông, Nguyễn Văn Hiếu, Trần Văn Lục và Phạm Quang Duy. Các bị cáo nêu trên được xét xử về tội danh lợi dụng chức quyền trong khi thi hành công vụ. Trước đó, vào cuối tháng 3 năm 2014, thông tin về công ty tư vấn Nhật Bản JTC đã chi khoảng 100 triệu yên cho quan chức ngành đường sắt một số nước, trong đó có Việt Nam, để được tham gia các đề án ODA của Nhật Bản. Riêng tại Việt Nam, theo nguồn tin trên tờ báo The Yomiuri Shimbun của Nhật, phía nhà thầu JTC đã chi gần 1 triệu Mỹ Kim cho các cán bộ thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Sự việc sau đó được chính phủ và cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tháng 5 năm 2014, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can là lãnh đạo ban quản lý các dự án đường sắt. Trong cáo trạng nêu rõ, tại dự án xây dựng đường sắt đô thị tuyến số 1, ban quản lý các dự án đường sắt ký hợp đồng với công ty tư vấn giao thông Nhật Bản và một số đối tác. Trong quá trình thực hiện, ông Bằng đặt vấn đề khó khăn chi phí và JTC đồng ý hỗ trợ. JTC đã chuyển khoảng nửa triệu Mỹ Kim trong vòng hơn 4 năm cho ông Bằng và một số lãnh đạo quan chức trong ngành đường sắt. Bản thân các lãnh đạo này thì nhận được số tiền lót tay không hề nhỏ. Hiện tại, ông Phạm Hải Bằng đã nộp lại gần 1 tỷ đồng và 7.000 Mỹ Kim. Nguyễn Nam Thái nộp 600 triệu đồng, Trần Quốc Đông nộp 30 triệu đồng và Phạm Quang Duy nộp 65 triệu đồng. Với hành vi phạm tội trên, các bị cáo sẽ phải đối mặt với mức án từ 10 cho đến 15 năm tù giam.